Vì thế mà con người sinh ra ở đời vì có tự do nên trở nên cao quý và siêu việt hơn các loài động vật. Vì có tự do mà mình có thể tìm hạnh phúc hay có thể chọn được đau khổ. Vì có tự do mà mình có thể đạt được sự hạnh thiện hay là mình giam mình trong tổ đội trong chủ nhân. Người cô giáo chúng ta là người chọn Chúa, chúng ta chọn Chúa để được hạnh phúc, chúng ta chọn Chúa để tìm những ý tưởng cuộc đời. Con người tự do và việc lựa chọn ấy đem lại cho chúng ta hạnh phúc vững bền. Vì thế thay vì những tham vọng trần tục hay những nỗi đau để tìm kiếm những điều đó điều kia, Chúa nói với chúng ta chưa hết để tìm kiếm sự công chính, chưa hết để tìm kiếm nước trời và những điều khác Chúa sẽ ban cho chúng ta. Vậy chúng ta đặt câu hỏi công chính là những gì thưa quý bà và anh chị em? Công chính là một khái niệm rất là rộng, là một khái niệm mà bao trùm toàn bộ con người cuộc đời của chúng ta. Nhưng trong bài phúc âm hôm nay, tôi xin phép có thể tóm lại ba điểm mà chính Chúa Giêsu nêu trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Trước hết, Chúa Giêsu đã dẫn chứng và đổ tội và Chúa chứng minh giới răn của Chúa, giáo huấn của Chúa siêu vượt hơn giáo huấn của điều thứ nhất là Chúa muốn nói với chúng ta, nếu mà điều ước cấm giết người thì giáo huấn của Chúa không phải chỉ dừng lại giết người, nhưng mà giáo huấn của Chúa nói rằng nếu ai mà có ý giận ghét anh em thì cũng là người giết người, không cần dao để bàn bạc người khác, nhưng mà giận ghét nói xấu người khác, cô làm người khác và cô ý trả thù người ta hoặc là điều khác cho người ta thì đã là giết người. Điều thứ hai chúng ta thấy đó là luật hòa bình của điều ước. Luật điều ước nói rằng luật hòa bình nhưng Chúa thì Chúa bảo hãy dạy anh em, nếu ai bị người phụ nữ mà có thể muốn hòa bình với người ấy thì đã phạm tội rồi. Tức là cái nét siêu việt của giới răn mới của giáo huấn Chúa Giêsu ngỏ lời của chúng ta không phải chỉ là hòa bình mà hay đâu, nhưng mà ý tưởng thì theo luật của Chúa dạy là không được phép rồi. Điều thứ ba chúng ta nói chúng ta cũng yêu bảo anh chị em đó là hãy tôn trọng sự thật. Chúa nói là có thì mà đã có, mà không thì mà đã không, thêm điều gì vào là do ác quỷ mà ra. Ai biết ai ác ý thêm điều gì vào để làm méo mó biến tướng sự thật đi là điều không được phép. Vì thế mà tôn trọng sự thật là một điều cần thiết và hậu quả của việc không tôn trọng sự thật như chúng ta đã thấy làm cho gia đình tan nát, xã hội hỗn loạn và cộng đoàn gây ra lộn xộn chia rẽ và người ta sợ phủ ghét xung đột lẫn nhau. Cho nên xin được nhắc lại cái khái niệm Chúa Giêsu nói anh em hãy sống công chính hơn những người hiện thái và những người Pharisee sĩ, bởi lẽ trong xã hội đương thời của Chúa Giêsu những người hiện thái, những người sĩ là những người hoàn toàn biết rằng là những người luôn luôn chiếm chút nhất trong một đường, là những người luôn theo dõi về giáo huấn người khác, nhưng có một số trong họ là sống giả hình, tức là người ta không sống điều người ta nói. Cho nên Chúa kêu gọi mọi người anh em hãy sống công chính hơn những người đạo sĩ và những người hiện tại, và đó là một điều kiện được trở nên công chính, đó là một điều kiện để được vào nước trời. Tôi xin nhắc lại với quý bà và anh chị em ba cái điểm nói tới như những điều kiện để chúng ta có thể được gọi là tôn chính. Điều thứ nhất là tôn trọng người khác không phải chỉ là tôn trọng sự sống mà thôi, nhưng còn là tôn trọng danh dự, tôn trọng quyền lợi, tôn trọng kỹ năng và tôn trọng nhân phẩm của người khác. Điều thứ hai trong khái niệm về hòa bình, Chúa đi xa hơn cả điều ước và cấm không phá tội kẻ ở trong lý tưởng. Điều thứ ba Chúa dạy chúng ta tôn trọng sự thật, bởi vì con người tin vào Thiên Chúa là đấng quyền năng, là đấng thấu hiểu tâm tư nguyện vọng ước muốn suy nghĩ của người chúng ta. Nếu chúng ta trong số cha có thể che lấp được những người thế gian, nhưng mà chúng ta không có thể nào mà được số đấng tối cao được. Vì thế mà Chúa nói nếu có thì đã có, mà không thì đã không, không có việc gì để ngày tốt là gì. Bởi vì nhiều người hè trở lại thương Chúa ra
suy nghĩ